gắt cô. Ồ, nhìn gà quá dữ luôn không? Món gì mà thấy gà là gà đá đó. Gà đá hả? Ừ, mà đá mọi. À, đá thua độ đúng không? Ừ. Giờ nó đá vô nồi nên nó đá luôn. Đá. Này kiếm thêm miếng mẻ nữa ha. Riềng mẻ rồi ghê luôn. Đang đi mua. Ồ sao bên kia luôn, Hảo làm món gì vậy? À, cái này là băm phải không? Đầu cánh cổ luôn đúng không? Khỏi mình cho đồ quan trọng, đồ mè rồi. Này nó phụ ba đó phải không? Lớn lên làm mồi ha. Làm mồi nha con. Rồi. Trước khi đi khai trương quán dừng chân Hiếu review phải chuẩn bị cái lực lượng này hả? Cái đủ bình tĩnh cho ngon. Ok, hôm nay là món gì tên là vịt mình luộc ra, mình chặt, mình bóp gỏi, mình chấm nó mắm gừng. Còn vịt này vịt giật hay vịt gì? Vịt xiêm. Vịt xiêm luôn. Vịt xiêm nhà. Vịt con này mấy ký nè? 2 ký. Wow. Xiêm mái. Xiêm mái là làm một dĩa tiết canh này là quá ngon. Vịt cô làm ngon mà vịt mái. Ờ. Đó nè. Mái tơ làm tiết canh làm ngon. Còn cái đó gà hả? Đây là một con gà đã bị chiến thua. Bây giờ mình cho nó lên đầu. Rồi xử luôn. Giá cay. Này gà trống luôn. Gà trống. À dữ. À, này nó quậy quá ta. Tắm hả? Tắm hồ bơi gì vậy? Trời ơi, bà Tư quậy quá bà Tư. Bà Tư chơi như vậy. Nhỏ nó mê luôn à. Thôi nghe. Thôi nghe. Trời. Đó, rất dễ qua. Bò ném mắm nêm nha. Muối tiêu, muối muối tiêu với nước mắm mặn. Chúng ta gửi lên rồi đạm. Đây là chuẩn bị có mà mua. Chuẩn bị ra khai trương Hiếu review chạm dừng chân cho nên đây là phải dặm chứ. Dằn bụng ở Bia Cà Phê 69. Đấy. Đấy là nó có thì mình vô một cái đó. Cho nó ấm người cái thôi. Biết là nó chủ động tới cái gì rồi. Gà luôn. Nhờ cái gì mà gà giá cay. Anh làm đó bị động chạy đi xa. Trời ơi, đầu. Làm một ly nên ấm người luôn. Trời ơi. Xuống đi cho mấy bài dọn ra. Nè. Xuống đi chờ chứ. Nha. Tôi bèo tới hưu đầu nha. Hưu đầu nha. Thank you.
Hôm nay đang ở trạm dừng chân, nhưng phải không phải dừng chân Long Thành mà dừng chân ở Tây Ninh, Núi Bà. À, trạm dừng chân Hiếu Review. À, rồi thưởng thức bánh canh, không phải bánh canh Chẳng Bàn mà cảnh cảnh bánh Núi Bà. À, rồi thử thôi. Sau khi xong tô bánh canh do heo, cuộc hàng lì nước mía Hiếu Review. Ủa coi nó ngọt không? Quay quên là nó phát triển quay. Wow, nước mía Hiếu Review ngọt. Đây, giao hàng. Thôi quay qua đây coi. Vậy hả? Lấy bằng lái xong giờ kiếm cái này được không? Rồi. Trạm dừng chân Hiếu Review à, chân Núi Bà Đà.
Vâng, và cho nên tất cả quý vị và xin lời gì chị hướng review xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, và kính chúc cho tất cả quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và xin kính chúc cho hướng review của chúng ta ngay trong sự được hồng phát và được sự tín nhiệm của tất cả quý vị các cư hiếp. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ trong buổi tiệc ngày hôm nay, thông lực yêu cầu xin mời tiếng hát của anh Nhã. Anh Nhã ơi, khai trương của em Hiếu review ngày hôm nay cũng cảm ơn lời mời của em Hiếu, và cũng cảm ơn anh Phước Nguyễn đã có lời mời đến đây để dự buổi tiệc khai trương của em Hiếu review. Cũng xin chúc cho em Hiếu review khai trương hồng phát làm ăn phát tài, luôn luôn đông khách, và chúc cho tất cả quý vị ở đây luôn luôn nhiều sức khỏe, làm ăn thật nhiều là may mắn. Cả nhà có thể cho em một tràng vỗ tay thật lớn không ạ? Ok, nào, bài hát đầu tiên bé Nhã sẽ hát chung với bạn Thánh Gõ Muỗng, Trừng Gõ Muỗng của Việt Nam đó. Bé Nhã hát, bạn này sẽ gõ quý vị thưởng thức chương trình đặc biệt duy nhất chỉ có đêm nay tại thành phố Tây Ninh, duy nhất một đêm duy nhất. Rồi lên xe. Rồi thay mặt Hiếu review nói gì luôn đi. Vô đi, mời tất cả nâng ly. Rồi uống cùng ly cái đi, thì cùng ly cái vô luôn, cùng ly vô.
mời các bạn vô luôn, mời các bạn vô luôn. Vui vẻ để tặng cho Hiếu review cũng đây là cũng em anh công đến đây giúp chơi với mọi người em xin tặng cái khúc của anh tên muôn kiếp là anh em à nên cho tặng cái tay được không ạ xin cơ. Lúc vui buồn hoài nạn có nhau. Ông chú do dự trong cuộc sống hôm nay vẫn còn để con người anh em. Xin chúc cho em Hiếu review chút lần nữa nha. Hồi nãy em thì qua chúc em Hiếu review luôn luôn là anh phát tài phát lộc. Đặc biệt xin chúc cho anh Phước Nguyễn luôn luôn có những cuộc chơi vui vẻ và đặc biệt luôn luôn hút những anh em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúc tất cả quý vị đây một đêm thật là nhiều hạnh phúc và vui khỏe. Một ca khúc rất sôi động và rất dễ thương. Bài hát được với tên Không Tình Nào Gì cho em được, em có thuận lời ạ. Cảm ơn rất nhiều. Mọi người có gì mọi người thông cảm nha. Nói chung là thì biết luôn đi em. Chơi cho tới luôn, quậy cho tới luôn. Anh Hai Việt Kiều đâu ạ? Anh Hai Việt Kiều ơi, đến đi chị luôn nè. Yeah. Cảm ơn người.
quý nhất với sự mật thiết của anh Trọng. Dạ, sự mật thiết của anh Trọng mà. À, quý vị cũng như có thể là từ Facebook của em á, mọi người các bạn cũng được phải biết một số những chương trình á chỉ có 500.000 thôi à, nhưng mà hả, nhưng mà nhân dịp khai trương của bạn em đó là Hiếu review được người bạn rất là dễ được trang lưỡi ra lưỡi luôn. Các bạn thấy em ra lưỡi nhiều quá, đặt được trang lưỡi ra lưỡi luôn. Ây giờ sao nói luôn. Ây giờ đúng. À đá lưỡi đó, lưỡi đó, lưỡi. Không anh không, anh trả tiền không? Biết Hiếu là không luôn. Anh biết Hiếu yêu ai không? Không luôn. Trời đùa. Vì mạng nó chơi với Hiếu 3 năm. Chơi là bình thường, bình thường. Nó đâu có ở chung đâu mà biết. Nếu mà em á lại không dám nói chơi với Hiếu 3 năm. Ở đó là chơi mới 3 ngày thôi. Biết nhau 3 năm thì có chơi ông nội ơi á. Biết nhau 3 năm thôi chứ chơi chưa chơi nha. Dạ chưa chơi nhau lần nào. Trời ơi, từ cái show của đại gia Phước, đúng rồi. Nghĩa là từ sau sinh nhật của bé Minh Anh là không, 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 chưa có nữa. Ai đây, ai đây? Áo đỏ là ai đây? Trời, áo đỏ là ai? Áo đen là ai đây? Ôi má ơi. Sống trên bao dung tầm từ thế. Chơi nào tin con không bao giờ ai hoan. Tình cảm thật thôi, như chơi. Ok, 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 ok. Ok, cái từ tên em lại còn không vừa từ những chỗ đúng được tên. Mùa sinh, đã thô. Tại sự vui đường ngoài.